Vâng, xin chào tất cả quý bạn và các vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi là Thủ thuật Mobile để chia sẻ cho các bạn những thủ thuật hay, đẹp, có thể hữu ích cho tất cả mọi người. Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một thủ thuật, đó là tạo một icon đang hot trên Facebook hiện nay. Đó là icon thương thương. Đó là như thế này và như thế này. À nhầm, cái đó không phải, bỏ qua nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên thì tôi sẽ gửi cho các bạn một cái link ở dưới Bizbox. Các bạn hãy bấm vào link đó. Còn tôi thì tôi đã có sẵn rồi nên tôi vào thẳng luôn. Đây là giao diện của trang web này. Để tạo được một khung hình đó thì các bạn chỉ cần bấm vào một trong hai kiểu này. Cái nào thì chọn đó thôi. Như tôi thích nhắm mắt kiểu này hơn, chọn vào kiểu 2. Rồi chọn vào, một là sẽ có hình có khung viền, đó là hình vuông. Còn hai là sẽ có bo tròn, là hình nó sẽ tự bo tròn bốn góc lại. Còn tôi không thích bo tròn, tôi chỉ thích có một khung viền hơn. Rồi, chọn ảnh thôi. Tôi là một người rất ít khi chụp hình cá nhân của tôi. Tôi chỉ chụp phong cảnh mà thôi. Nên chọn một bức hình phong cảnh nhé. Đây, ví dụ tấm này đi. Rồi, nó sẽ ra cho mình một cái khung cố định để mình chọn một bức hình, một cái khung mà mình sẽ bỏ vào cái hình nhỏ đó. Rồi tôi lấy cái khung này đi. Ok, cắt ảnh. Và bắt đầu khi mà chúng ta đã tạo xong thì nó sẽ có một cái hình nhỏ ở đây, là nó đã báo hiệu cho bạn là các bạn đã tạo rồi. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn nhấn vào tạo ảnh. Chờ một chút. Vâng, tấm hình của chúng tôi đã được làm xong. Rồi khi mà làm xong thì nhớ nhấn vào tải ảnh này về nhé. Còn không nhấn vào thì không tải về được đâu, nhớ nha. Rồi tải xuống nha. Ờ, xong rồi, xem thôi. Wow, thật là tuyệt vời đúng không cái nào? Mình vừa chia sẻ cho các bạn xong một thủ thuật rất là hay đúng không nào? Rất là bổ ích cho các bạn nào thích song ảo. Vâng, và nếu như các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe trên kênh của chúng mình nhé, để có thêm nhiều động lực để làm các video tiếp theo. Vâng, và xin chào các bạn, hẹn gặp lại.